Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lưu ý với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương thực hiện cách ly y tế tại nhà, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn của dịch bệnh, tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp người dân có việc làm, sớm ổn định cuộc sống. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 và bắt đầu học vào ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 07 của tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Để cụ thể hóa mục tiêu này, chiều nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai nghị quyết trọng điểm này. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cần xây dựng đội ngũ xứng tầm, đủ điều kiện để nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới. Cùng làm việc còn có ông Hoàng Khánh Hùng, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Thắng, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, trong những năm qua, ngành khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định nhiều chương trình hành động, ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và tồn tại. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, mục tiêu là xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương phải gắn liền với sự phát triển của khoa học và công nghệ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh có nhưng chưa phát triển được, chưa lan tỏa rộng rãi và không có đề tài mang tầm cỡ quốc gia. Các sở ngành đôn đốc các đơn vị hoàn thành các đề án đã đề ra, xây dựng các thiết chế công nghệ cao với một đội ngũ chuyên sâu trên các lĩnh vực thế mạnh, bám sát các thiết chế trong nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để thực hiện, nhất là sản phẩm và nguồn lực khoa học và công nghệ, nghiên cứu xây dựng thiết chế khu công nghệ sinh học, khu y khoa công nghệ cao và các trung tâm khác để nâng cao vai trò vị thế của khoa học và công nghệ tỉnh. Để cụ thể hóa mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ quán triệt cụ thể hóa các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, trong đó tập trung các nhiệm vụ lớn mang tính đột phá như đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đi vào thực chất và hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó sớm đưa khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương lưu ý đối với các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương thực hiện cách ly y tế tại nhà, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh phía Nam, số ca mắc mới và số người tử vong tăng nhanh. Tham gia góp ý thảo luận tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung phân tích các vấn đề nổi lên trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh trong thời gian qua, như khó khăn khi thực hiện giám sát y tế tại nhà đối với trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương, nguồn nhân lực bố trí làm việc tại các khung cách ly, ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh chưa cao, còn lơ là chủ quan. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương biểu dương cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương các cấp đã căng mình, nỗ lực ngày đêm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn, bình yên cho người dân. Song Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình các cá nhân tổ chức địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Trước mắt, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các địa phương có ca nhiễm ngoài cộng đồng, thực hiện tốt công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly, khẩn trương chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời tăng cường hoạt động hiệu quả của tổ COVID cộng đồng, tổ chức các nhân lực ứng trực để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, yêu cầu của người dân, tăng cường tuyên truyền lưu động. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu người dân cần chung tay với tỉnh đẩy lùi dịch bệnh cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh. Chỉ có người dân vào cuộc, người dân ý thức chung tay, tham gia ủng hộ thì công cuộc phòng chống dịch mới thành công. Đối với các trường hợp giám sát y tế tại nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, thôn phải tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch đối với các trường hợp thực hiện giám sát y tế tại nhà, có biện pháp xử lý nghiêm nếu xảy ra trường hợp vi phạm.
Tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các chốt kiểm soát y tế phải hết sức lưu ý các trường hợp cố tình khai báo gian dối để trốn cách ly. Trong đó tiếp tục bám sát nguyên tắc trong vòng 14 ngày, các trường hợp về địa phương có liên đới đến các vùng có dịch hay không để thực hiện các quy định phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục có phương án đảm bảo cơ sở vật chất, nhất là các trường học thực hiện làm khu cách ly tập trung để triển khai năm học mới phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Sẵn sàng các phương án duy trì dạy học trong điều kiện dịch bệnh, trong đó phải cụ thể kịch bản dạy học theo từng cấp học, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, phù hợp với tình hình mới. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát hai đầu Bắc Nam trên địa bàn tỉnh. Hiện nay các chốt kiểm soát phương tiện trên dọc tuyến quốc lộ 1A đã được xây dựng kiên cố hóa với khu cách ly tạm thời, khu xét nghiệm, khu hậu cần, khu vệ sinh, vừa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch được khoa học, vừa đảm bảo nơi nghỉ ngơi cho lực lượng trực chốt. Hệ thống hạ tầng thiết yếu như điện nước, camera, wifi, máy tính, thông tin hướng dẫn đảm bảo vận hành thông suốt. Trong những ngày này, lượng phương tiện đi từ phía Nam ra và phía Bắc vào đều đã giảm đi nhiều so với trước. Công tác kiểm tra y tế vẫn đang được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tốt nhất việc kiểm soát người vào địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đi khảo sát tất cả các chốt và đề nghị các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục theo dõi, hoàn thiện các chốt cho phù hợp với công năng sử dụng. Công tác phòng chống dịch dự kiến sẽ còn kéo dài nên việc đảm bảo cơ sở tại các chốt là điều quan trọng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng các phần quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các chốt, động viên và đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, hỗ trợ người dân và phương tiện nhanh chóng và thuận tiện nhất, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình khai báo không trung thực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý đội cảnh sát giao thông cần tiếp tục duy trì điểm kiểm soát trên đỉnh đèo Hải Vân để kiểm soát chặt lượng người về, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt người vào địa bàn mà không khai báo y tế. Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh công bố thêm 7 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 6 ca trong khu cách ly tập trung và 1 ca ngoài cộng đồng. Như vậy, từ ngày 28 tháng 4 đến nay, tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh là 326 trường hợp. Trong số 7 ca nhiễm vừa công bố, có 1 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng là ca bệnh 279329, sinh năm 1986, trú tại thị trấn A Lưới, là F1 của bệnh nhân 275160, công bố trước đó một ngày. Các bệnh nhân còn lại đều về từ vùng dịch ở các tỉnh phía Nam và đã được cách ly y tế. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày đối với các công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp chỉ đạo lực lượng chức năng, tổ phòng chống dịch cộng đồng thực hiện giám sát chặt chẽ, không để công dân ra khỏi nhà trong thời gian giám sát và theo dõi sức khỏe tại nhà. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình giám sát hàng ngày, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng từ các công dân nói trên. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi áp dụng các biện pháp phong tỏa với hai thôn Phú Cường Xuyên và thôn Phước Hưng, cũng như thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lộc Thủy, thì chính quyền địa phương và tổ phòng chống dịch cộng đồng đang huy động mọi nguồn lực để thực hiện truy vết nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Đồng thời siết chặt giám sát y tế đối với tất cả các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về địa phương, vốn được xem là nguyên nhân khiến bùng phát ca nhiễm trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong vòng 24 giờ sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định phong tỏa với hai thôn Phú Cường Xuyên và thôn Phước Hưng xã Lộc Thủy, 16 chốt phong tỏa, 10 km dây giăng cách ly đã được lực lượng dân quân phối hợp với các tổ COVID cộng đồng thiết lập để hạn chế người và phương tiện ra vào tại các khu vực này. Để đảm bảo cung ứng lương thực cũng như các nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng bị phong tỏa, lực lượng liên ngành đã bố trí sẵn một khu vực riêng đảm bảo giãn cách để từng người có thể tiếp nhận thực phẩm, nhu yếu phẩm cho gia đình. Nói chung thì trong gia đình thì cũng không có gì là bất tiện hết, 12 ngày chưa có vấn đề gì vì thực phẩm lương thực vẫn còn đây. Có thiếu thì bà chỉ nhờ bên mẹ anh công an đi tạm đấy liên lạc với chính hoặc chính quyền thôi. Nhiệm vụ của chỗ tôi đấy là kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện là ra vào, những trường hợp cần thiết thì mình mới cho ra. Tại chỗ thì mình có hỗ trợ cho họ là mình để không gian riêng cho họ là để có một cái bàn là để đồ rồi là mình giữ khoảng cách an toàn đối với những người giao và những người nhận hàng tại đó để hỗ trợ và đảm bảo cho công tác là phòng chống dịch là không được lây lan ra cộng đồng. Ngoài 6 ca nhiễm trong cộng đồng, sau thời gian tích cực truy vết, Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy cho biết đến nay đã phát hiện gần 96 F1 cùng hàng trăm F2 có liên quan.
Bên cạnh tổ chức cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ COVID cộng đồng tiếp tục siết chặt giám sát y tế với tất cả các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà. Trong đó triển khai biện pháp gắn bảng thông báo đối với từng nhà có người cách ly, ghi rõ thông tin, thời hạn cách ly cũng như khuyến cáo để người dân hạn chế tiếp xúc. Ngoài ra, các tổ COVID cộng đồng cũng thường xuyên theo dõi các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch để kịp thời báo cáo cho các lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Hiện nay thì đối với thôn Khứng thì đã sáng nay là chúng tôi nhận được là khoảng 10, 12 trường hợp đã đi cách ly về tại nhà. Thì sáng nay ban thôn cũng giống như các đoàn ngành đoàn thể trong thôn cùng kết hợp với là chính quyền địa phương thì đã đến nhà và thông báo quyết định và dán bảng và bác cho ký cam kết tại địa phương hạn chế trong thời điểm ra vào trong thời điểm sau khi cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly về tại địa phương. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch thì có xảy ra cái chùm ca lây nhiễm trong cộng đồng sau cái thời gian mà cách ly tại nhà. Thì qua đó là một cái bài học và kinh nghiệm cho địa phương thì đã chỉ đạo quyết liệt cho cái bộ phận tổ giám sát y tế cộng đồng tại cơ sở thường xuyên theo dõi chặt chẽ các cái trường hợp mà sau khi cách ly trở về địa phương trong thời gian 14 ngày. Thì nếu phát hiện mà các trường hợp này đi ra khỏi nhà và có những cái không chấp hành các cái quy định trong phòng chống dịch thì sẽ tổ giám sát cộng đồng sẽ xử lý và báo cáo lên ban chỉ đạo để xử lý nghiêm các cái trường hợp này. Lần thứ hai mà khu vực này bị phong tỏa chỉ sau đợt đầu tiên 13 ngày. Đây cũng chính là điều mà không ai trong số những người dân sống trong thôn này mong muốn. Một lần nữa, sự nghiêm túc trong công tác chỉ đạo giám sát cách ly của địa phương và đặc biệt là ly vaccine đến từ ý thức của mỗi người dân là điều mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm chấn chỉnh. Trong bối cảnh, lượng người hoàn thành cách ly y tế trở về địa phương là rất lớn trong giai đoạn tiếp theo. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm ra người nhảy tàu để trốn cách ly nhờ vào hệ thống camera đô thị thông minh. Cụ thể, vào lúc 6 giờ 40 ngày 15 tháng 8, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo của người dân phản ánh có đối tượng nhảy từ tàu hỏa xuống tại kiệt 128 Phan Chu Trinh, thành phố Huế. Ngay sau đó, lực lượng của trung tâm đã phối hợp với công an thành phố Huế truy vết lộ trình di chuyển của đối tượng. Nhờ hệ thống camera đô thị thông minh, đối tượng nhanh chóng được xác định là TVM, trú tại phường Thủy Biều, thành phố Huế. Theo lời khai của M, đối tượng này đã nhảy tàu từ ga Kim Liên, Đà Nẵng trên chuyến tàu hàng hạng hạc 62 để về Thừa Thiên Huế lúc 6 giờ 40 phút sáng 15 tháng 8 tại kiệt 128 Phan Chu Trinh, thành phố Huế. Khi nhảy xuống tàu tại kiệt 128 Phan Chu Trinh, đối tượng được bạn gái đi xe máy đến đón về nhà. Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly tập trung đối với đối tượng, đồng thời sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Một tài xế xe đầu kéo điều khiển phương tiện vào địa phận Thừa Thiên Huế giao hàng từ vùng có dịch. Thay vì khi giao hàng không được xuống xe thì đã làm điều ngược lại và tiếp xúc gần với người địa phương. Ngày 15 tháng 8, sau khi được cấp phù hiệu đỏ, xe vào giao hàng từ vùng có dịch. Tuy nhiên, lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43R00436 có tên LT đã không chấp hành quy định xuống xe và có tiếp xúc gần với người dân địa phương tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế. Cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi vi phạm của lái xe đầu kéo, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và buộc thực hiện cách ly tập trung đối với lái xe vi phạm nêu trên. Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tiến hành xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển phương tiện lưu thông không đúng quy định. Sau khi được cấp phù hiệu vàng, không dừng đón trả khách hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, lái xe khách HCD đã không chấp hành quy định, không lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng đường Tránh Huế khi cho dừng đỗ ô tô tại đường Hoàng Trung, phường Tử Hà, thị xã Hương Trà. Cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi vi phạm của lái xe, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tiến hành phun khử khuẩn khu vực xe ô tô dừng lại. Sáng nay, lực lượng chức năng cho biết đã xử lý một trường hợp không tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, đó là trường hợp chị LTKO, trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, chị LTKO đã đến trạm y tế kê khai cam kết thực hiện giám sát y tế tại nhà, không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, ngay sau đó, chị này không về nhà mà đến nhà chồng sắp cưới ở xã Phong An, huyện Phong Điền, cũng đang cách ly tại nhà. Sự việc được chính quyền địa phương phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định vì chị LTKO đã vi phạm quy định về trốn tránh cách ly y tế. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đó là trường hợp chị LTKO, trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.
Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, chị LTKO đã đến trạm y tế kê khai cam kết thực hiện giám sát y tế tại nhà, không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, ngay sau đó, chị này không về nhà mà đến nhà chồng sắp cưới ở xã Phong An, huyện Phong Điền, cũng đang cách ly tại nhà. Sự việc được chính quyền địa phương phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định vì chị LTKO đã vi phạm quy định về trốn tránh cách ly y tế. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 300 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, khoảng 7.500 lao động bị dừng hoặc mất việc làm. Ngoài ra, có gần 20.000 người dân, trong đó có nhiều lao động thất nghiệp trở về địa phương qua các đợt dịch. Đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn, tỉnh đã có nhiều giải pháp giúp người dân có việc làm, sớm ổn định cuộc sống. Từ ngày đại dịch xuất hiện, một số nhà hàng, khách sạn, công ty ở Thừa Thiên Huế lâm vào cảnh lao đao buộc phải đóng cửa. Từ đầu năm đến nay, gần 5.200 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền gần 75 tỷ đồng. Qua đó, hàng trăm lao động đã tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh để tìm kiếm việc làm hoặc học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp với mong muốn có được công việc ổn định, trang trải cuộc sống. Số học viên học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp tại trung tâm qua 7 tháng đầu năm tăng cao so với năm 2020. Trung tâm là giới thiệu là cho học ngành nghề là nấu ăn, em thấy là ngành nấu ăn là cũng như cũng phù hợp với em á, là giống như sau này là giống như em học xong khóa là em có thể mở một quán nhỏ nhỏ ở nhà để mình buôn bán và theo nghề nấu ăn. Cái lớp học này mình biết được thêm rất là nhiều, nào là kỹ thuật nấu ăn, các món ăn, rồi các món ăn của các vùng miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam như thế nào, mình có thể phân biệt được và mình có được những món ăn nó đa dạng hơn. Hiện nay, các học viên có xu hướng lựa chọn nhiều ở các lớp học nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, công nghệ thông tin, may công nghiệp. Hầu hết các lớp học này tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã kín đầy danh sách đăng ký. Sau khóa học, hàng trăm học viên đã tìm được việc làm ổn định và thu nhập tốt tại các công ty dệt may, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để tổ chức cung cấp thông tin tư vấn cho người lao động, để người ta có cái sự khi người ta mất việc làm thì người ta có cái cơ hội để người ta học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Thì các ngành nghề mà người ta học như là người ta học kỹ thuật chế biến món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, máy công nghiệp đó, thì đó là những cái nghề mà người ta có thể cơ hội là người ta học xong người ta có sự là chuyển đổi đi làm việc sau khi thời gian người ta thất nghiệp, hoặc là bây giờ là một số cái nghề mới dành cho ứng dụng công nghệ thông tin, nghề thương mại điện tử. Qua rà soát, các doanh nghiệp lớn và vừa của tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 8.000 vị trí việc làm. Tỉnh cũng tạo điều kiện giải quyết việc làm cho những người dân trở về từ vùng dịch có nhu cầu làm việc lâu dài ở địa phương. Các lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp các tỉnh thành khác là đối tượng được nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến tuyển dụng. Vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp may mặc lớn của địa phương cũng đã chào mời những lao động thất nghiệp trở về bằng các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho họ có thể an tâm làm việc, sinh sống trên chính mảnh đất quê hương. Chuyển sang những tin tức kinh tế, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 7 ước tăng 5,8% so với cùng kỳ. Theo đó, 7 tháng đầu năm, chỉ số này tăng khá, đạt 5,6%. Mặc dù một số doanh nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực xuất khẩu đều có hợp đồng ổn định, đã ký đối với đối tác nước ngoài đến hết quý 3, quý 4 năm 2021, nên hoạt động phát triển sản xuất ổn định. Theo đó, tính chung 7 tháng, chỉ số IIP tăng 5,6% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai khoáng ước tăng 1,84%, công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 5,69%, sản xuất và phân phối điện nước đá tăng 7,23%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 3,24%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng là bia sợi các loại, quần áo, vỏ bao, giam gỗ, xi măng, tôm đông lạnh, điện sản xuất. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm, đá vôi và các loại đá có chứa canxi, clanke xi măng. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 7 tháng đầu năm ước đạt 14.628 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn trung ương quản lý hơn 4.200 tỷ đồng, vốn địa phương quản lý hơn 10.400 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp, trong đó vốn ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia. Nguồn vốn doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào hoạt động, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh như dự án xây dựng nhà máy chế biến cát, bột thạch anh, ít sắt chất lượng cao, nhà máy thủy điện Thượng Nhật,
Bên cạnh đó, một số dự án thuộc lĩnh vực dệt may, khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư trong khu công nghiệp thực hiện đúng tiến độ. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án Laguna giai đoạn 2, dự án khu nghỉ dưỡng của công ty Minh Viện, hạ tầng khu công nghiệp Tử Hà của công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam, dự án nhà máy chế xuất Bilen Max Việt Nam, nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn, nhà máy của công ty Cang Lâm Đa. Tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đầu tư công 7 tháng năm 2021 ước đạt 33% kế hoạch, trong đó vốn do ngân sách tỉnh quản lý ước đạt 27%, vốn địa phương 35%, vốn trung ương 22%, vốn ODA 11%, vốn do cấp huyện xã 50%. Phần cuối chương trình là những tin tức về giáo dục. Một số cơ sở đào tạo thuộc Đại học Huế đang triển khai tiếp đón sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, xét học bạ, làm thủ tục nhập học đợt 1. Đại học Huế ưu tiên phương án nhập học trực tuyến. Thời gian làm thủ tục nhập học đến hết ngày 30 tháng 8, kế hoạch cụ thể phụ thuộc theo lịch của các trường thành viên, khoa, đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Mỗi trường sẽ thông báo thời gian nhập học đến thí sinh. Đại học Huế cho biết, đợt này có khoảng 4.000 thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của Đại học Huế và sẽ làm thủ tục nhập học. Có hai hình thức nhập học là trực tuyến và nhập học trực tiếp tại trường, đối với thí sinh không đến từ vùng có dịch. Tuy nhiên, phương án được nhiều trường ưu tiên là nhập học trực tuyến, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hiện một số đơn vị đã thông báo kế hoạch nhập học cho sinh viên hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. Điển hình như Trường học Kinh tế Đại học Huế thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng, xét học bạ, nhập học đợt 1 từ ngày 14 đến 17 tháng 8, hình thức nhập học trực tuyến. Các trường cũng đã thông báo hướng dẫn thí sinh thủ tục nhập học trực tuyến, đăng nhập hệ thống, được hướng dẫn từ đơn vị đào tạo. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, thông tin mà nhiều phụ huynh đang quan tâm là học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn khi nào tựu trường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, lịch tựu trường bám sát khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 và bắt đầu học vào ngày 6 tháng 9. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, hiện tại hầu hết trường học được trưng dụng làm khu cách ly cho gần 15.000 công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, lịch tựu trường được xác định bám sát khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Đến nay, nhiều trường chưa có kế hoạch làm sạch để đón học sinh nên chưa thể cho các em đi sớm được. Tuy nhiên, kế hoạch của Thừa Thiên Huế là ngày 26 tháng 8, các khối đầu cấp tự trường để các trường làm công tác tổ chức lớp. Các khối còn lại tự trường vào ngày 1 tháng 9. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 theo lịch của Bộ. Ngày 6 tháng 9, học sinh đi học. Cùng với kế hoạch này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế có nhiều kịch bản giãn cách lớp học nếu học sinh được đến trường và học lớp chia đôi. Phương án 2, học trực tuyến cho các khối và dạy truyền hình cho khối 1, khối 2 và khối 6, dạy hai sách giáo khoa riêng buổi mà tỉnh đã chọn, nếu buộc phải phong tỏa khi khai giảng mà không học trực tiếp được. Phương án 3 là kiểm soát dịch tốt, học sinh học bình thường vào ngày 6 tháng 9. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.